đầu nha. Rồi. À, Chữ này, sao? chữ chữ này chị đọc sao và phát ạ? Và nghĩa là gì? Cái đó là Benzin đó hả? À, đây bên này. Chuyển, chuyển, chuyển. Toàn, toàn bộ á. Chuyển vu là toàn bộ. Chữ này thì nó đọc phát âm giống như chữ tiền không? Không. Tiền đó là chuyển. Còn này là chuyển, chuyển, chuyển. Nó... Để cho nó khác sao để chị đọc chị nhớ rồi. Chuyển, chuyển. Nó khác nhau chữ u chữ y thôi. À. Ừ. Cao thiên Cái này nghĩa là gì chị? hình Hình. hình á. À. Ừ. Khan là nhìn. Ừ. Chị gái. À. À, chỉ có cái gì đó. À. Chị gái. Trự là chị có gì đó. Chua là làm. Thái phu là đại phu. Y doanh là bệnh viện. Công sư là công ty. À, sang tiên là cái cửa hàng gì đó. Ừ, luật sư là gì ta? Lý sư là luật sư, giống phát âm tiếng Việt. À, bữa nói mà quên, bữa mình nó học bài bài trước trước đó nữa rồi nè. Ừ, quay mau là diện mạo bên ngoài, ngoại hình. Ừ. Không phải, phải Chứ nó là gì? quay mau là Áo quần hoa, áo dài. khoác hả? Không phải Chứ là gì? mại Ủa, kiểu như là quay mau nó cũng là diện mạo. À, min mau mới là diện mạo bên ngoài. Cái mà mặt ngoài. Quên quên, min mau. như là Việt Nam với Trung Quốc hai nước làm ăn với nhau đó gọi là thương Quay mại. mau mà. Ừ, vậy là cái này không 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 chị chưa biết, nhưng mà chị nhớ lộn cái chữ kia. Xẻo là ít, nhỏ nhỏ. Sẹo và sạo nó khác nhau ha. Cái này là nhỏ nè, còn sạo mới là ít. Ta cai là khoảng chừng hả? Đúng rồi, chính xác. Tua nhiều. Vay của ngoại quốc, nước ngoài. Lên quá thử ha. Rồi. Chị Biết tắt máy thì chị nói. Chị tắt máy thì em chị nói xong này đợi ok, chấm vô em chấm học. chị tắt tắt máy đi, tắt 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 cái hình đi. Không có, ý là chị tắt cái máy chị đang làm nè, chị với em nói chuyện hồi thì chừng nào chấm vô thì chị làm tiếp. Em Ok chấm học đi. rồi, cái nghĩa là gì ta? Công ty các bạn có nhiều người, nhiều nhân viên không? Dập dịch đã là cháy rồi. Chứ sao? Tôi xạo mà sao có nhiều nhân viên không? Bao Là nhiêu? Bao nhiêu? à, có công ty của bạn thì có bao nhiêu nhân viên chứ đừng nói có nhiều. Chị vẫn hiểu cái đó, nhưng mà ý là chị dịch cái nghĩa đại khái thôi. Ừ, em nói thì cũng đúng, dịch cho nó chính xác đúng không? Đúng rồi, với dịch Nhưng mà nó vẫn có là cái nhiều là đó. sao? Rồi cái này, Ban đầu cái nào? cái Chị cha dậu. Nhà bạn có mấy người? rồi chị thử nói với gia đình của chị. À, của cha sư khẩu rảnh. Rồi cha dậu sư khẩu rảnh. Ừ. Lão công, của lão công. Hứa hứa ở chữ lén cơ ở chữ hoặc là Hãy y cơ chứ người ở ở người ở ừ. người ở nản nản ở hả? Đâu phải, Ừ. Ở trưa ở hở chữ người đàn ở trai, ở chữ đàn trai người ở. Người ở là con gái, còn ở rồi chưa là nói chung con chung, nhưng mà nó nghiêng về là con trai. hãy trưa mới là chung con trai, còn ở trưa vợ
Không. À, hải chưa là cái đứa trẻ, là con cái nói chung á. Ừ. Ở chưa là nó cũng nói về con chung, nhưng mà nó nghiêng về con trai hay gì á, chị nhớ là vậy á. Còn ở là con gái. Này, ở trừ là con Ừ. trai, Ừ. vợ còn niệm ở là con gái, còn hải trừ là đứa con nói chung. Ừ. Rồi cái từ đầu tiên Ở trừ là ở chưa, là con từ kế trai, là nị ở, nị ở cái từ và sau hải là trừ. hải. Ừ. Ừ. Ok. Em đọc được nhiều chữ ghê Thăng ơi, nhưng mà tiếc quá, em đọc cứng quá à. Ừ. Cố gắng sửa đi. Thì mấy nay em cũng đang nói chuyện, tập nói chuyện với người Trung Quốc mà, nên từ 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 học cái gì cũng phải. Nhưng mà em học đều chứ em không có bỏ, em kiểu như ngày nào em cũng học À, á. hay quá vậy. Chị ít lắm, chị khi khùng khùng lên ngồi lên là dầm dầm xíu thôi à, chứ không chị không có học nhiều, cho nên là có khi chị quên. Thì cái nào cũng không phải đó, đó đâu phải là tiếng mà để mình đâu, nên mình cứ mình học kiểu như học, nhưng mà học một chút 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 thôi chứ không cần học nhiều, nhưng mà kiểu như duy À, em được cái tại này. nhiều khi chị có từng để hổng rày, bởi vì vô chung với em là đặng chị có cơ hội, là chị còn còn bắt buộc bản thân mình là coi như là sẵn sàng vô, phải không? Chứ không là có mình chị nhiều khi từng lễ 10 ngày chị chưa đụng tới nữa. Đúng rồi, thì nói chung là em tự mấy cái đây em cũng học qua rồi, nhưng mà em kiểu như là thay vì chỉ cho dám thì cũng là một phần em ôn lại á, chứ cái này em biết hết rồi mà, Ừ. thì mình chỉ cho người khác là coi như là một lần mình học lại á. Ừ. Là ví dụ như nếu mà mình phải biết cái gì mình mới lên chia sẻ, nên vì tại khi mà mình chỉ cho người khác là mình đã lên mình tìm hiểu kỹ rồi rồi mình mới dám chia sẻ, chứ không nói chia sẻ nó sẽ sai, nên Ừ. chị tìm hiểu trước chị sẽ rõ hơn. Ừ. Rồi Ừ. tiếp nha. Ừ. Nhà tôi có 5 người, ba mẹ, anh trai, chị gái và tôi. Thường là Ừ. em nói chuyện người Trung Quốc á, người Trung Quốc kêu đừng có nói chuyện trong sách vở nó chỉ ra thôi, còn khi mình giới thiệu thì mình bỏ cái từ hở quở ra đi, tức là mình khi mình nói là người khác, người đối phương họ đã hiểu gồm ý là có mình trong đó rồi, Ừ. nên cái từ hở quở ra thì không cần. Ừ. Ủa bữa Rồi. nay trọng mà có vô không? Có ba chị em mình thôi hả? Rồi. Hiện tại chỉ có em chị thôi phải không? Có hai người Rồi, nè. đúng rồi, chuẩn bị chấm nó vô sau cho nó đọc thấy cái đây. Công nhận người Trung Quốc giỏi, nhiều người giỏi, em nói tin em nói chuyện người nhiều người giỏi kinh khủng. Ừ, Trung Quốc nó giỏi lắm, thông minh nữa, chị ngưỡng mộ cái đó ghê luôn á. Em nhắn tin nó này, nó chỉ em, nói chung là Thì đó, thì tới bởi tầm vậy cao nay mình cần mình. phải có cái người bản ngữ của nó chỉ mình á. Bởi chị lên đó đó là mấy đứa nó chỉ, là chị không cần số lượng nhiều, chị không cần lên group, mà chị cảm thấy có một người cũng được nữa, mà miễn nhiệt tình là đủ rồi, chị không cần nhiều người. Cho nên hiện tại là nếu mà làm quen thì cũng nhiều, nhưng mà đều chị chấm được cái hai đứa, nó hay chị là rồi hai đứa đó là chị đeo theo luôn á. Ừ. Rồi. Tiếp nha. Nói chung chị nhắn tin nhiều người á, thì có những người họ cùng nghề nghiệp kiểu như sở thích mình á, nói chuyện với họ họ nói chuyện thoải mái, nói chuyện suốt luôn à. Nói chung là chị thấy là người Trung á nhiệt tình hơn người Hàn, Tùy tùy. mà cũng tùy người, nhưng mà ý là chị cũng thấy là nhiều người nhiệt tình hơn người Hàn. Mới bữa trước mới nói chuyện với người Trung 4 tiếng đồng hồ. Wow. Ghê vậy. Thì nó từ nào không biết tiếng Việt thì nó chỉ đồ nó ngồi nói chuyện, tự nhiên biết tiếng Nhật nữa nên nói chuyện thoải mái. À đúng rồi, thì không biết nói sao, tiếng này thì ban qua tiếng kia nói đúng không, nó Đúng có rồi, đúng chung rồi. sở thích đúng không,
Thì đó, bởi vì chị lúc trước có cái ông kia, ổng người Trung mà không biết tiếng Hàn đó. Khi mà chị không biết nói tiếng Trung, nhưng mà tiếng Hàn tiếng đó chị biết không, mà chị nói là ban qua là vẫn nói được. Đúng rồi, cứ Nhưng mà nói biết chuyện xíu. sao không, có điều là cái ông đó ổng cũng nhiệt tình, nhưng mà ổng nghĩ chị là còn trẻ, chắc có lẽ là chị là tìm đối tượng đúng không. Ổng xin coi hình hoài chị không cho, chị không cho, chị nói là chị là vô đây học, chị không có phải tìm bạn bè, chị cũng không có cho coi hình luôn. Cái ổng ổng cảm thấy chị không chân thành hiểu không. Ổng thì ổng nói là bạn bè thì cũng coi hình được, ổng muốn coi hình, nhưng mà chị thì chị không có thích như vậy nó phiền, là chị không có cho coi. Thì thành ra là lâu lâu cái ổng cũng nhợt nhạt đi, cái chị thì cảm thấy ừ đối tượng này giống như là không muốn học hành mà ta muốn tìm hiểu bạn đó, thì hai bên mất thời gian nhau chứ làm gì. Rồi thôi chị cũng không có nhắn tin qua lại với ổng nữa thì thôi đó. Còn thằng kia thì với chị hiện tại là vẫn là do là không ai hỏi ai gì vấn đề riêng tư nữa, học là học thôi, hỏi gì trả lời nữa là đó, chị cấm mấy người vậy đó. Ừ, Chứ tại cái do ông kia ổng chị hay ghê á. Ra tại chị con gái nó khác nữa hơn nên nó khó khó vậy, chứ còn em tụi em trai nó thoải mái, cứ học họ không suy nghĩ gì mấy chuyện đó. đúng rồi, nhưng mà tại em biết sao không, Trung Quốc qua đây kiếm vợ nhiều quá, mà Việt Nam cũng cũng dạng như bây giờ thì đỡ rồi, nhưng xưa kia là thích lấy chồng Trung Quốc nhiều, cho nên cứ mà hễ nó lên trên đó nó thấy mà con gái Việt Nam học tiếng Trung hoặc tiếng Hàn là nó cứ nghĩ là tìm đối tượng bên đó Đúng thôi, rồi. chứ nó cứ nghĩ là mình học là để phục vụ công việc hay là vì sở thích hay là một cái gì khác, nó không có nghĩ, nó chỉ nghĩ vậy thôi. Thậm chí là hồi xưa mấy thằng Hàn nó coi thường mấy người Việt học tiếng Hàn, nó cứ nghĩ là học để lên đó lấy chồng Hàn không à, thiệt Đúng luôn á. rồi. Chính Đa phần là 10 người hết 9 người nghĩ vậy rồi. xác. Ừ. Ừ. Nhưng mà bây giờ thì Bởi ngôn ngữ mình nó thông dụng mà, thì mình cứ mình học. Nó mở thì rộng nói chung người ta nghĩ việc sao người ta làm. nghĩ, còn mình thích thì mình cứ học thôi, mình tìm cái người nào mà phù hợp với cái nhu cầu yêu cầu của mình. Ví dụ như mình thích cái người mà dạy mình học thì mình tìm những người mà dạy mình học thôi, còn mấy người đó mình gạt qua như kiểu vậy đó. Đúng rồi, tại do cũng người ta cũng suy nghĩ vậy cũng đúng thôi chứ không phải có sai. Tại do chị biết ở ở Cần Thơ nó có nguyên cái làng luôn á chị, đi hết nguyên Thì cái đúng làng. rồi, nhất đúng rồi, nhất là Cần Thơ đây nè. Hồi hôm qua có ông kia, là tại vì ổng thường xuyên ổng gửi chị phiên dịch lắm, phiên dịch câu không có khó, nhưng mà là cái câu là của nhỏ đó là hình như là ở Cần Thơ, là nó xin tiền ổng hôm nay là ổng gửi cho chị mấy cái văn bản dịch mà nó không có dài, nó dài câu thôi, dài đại khái là cho tôi mượn tiền đi, mượn là ngàn rưỡi vậy. Rồi cái đầu lần thì mượn được, lần thì mượn không được, rồi lần này mới hôm qua là nó nhắn tin lại là nó năn nỉ ổng là cho nó mượn đi đồ này kia các kiểu. Ổng nó nói theo chị nói em hiểu không, ví dụ như trong sách á là anh hãy cho tôi mượn tiền đi, ví dụ vậy ha. Còn nhưng mà con nhỏ này là nó người miền Tây, nó nói rặt cái giọng miền Tây luôn, cho tôi mượn ngàn ngàn rưỡi, thay vì nếu như trong sách em phải ghi là 1.500 hoặc là 1.500 đó, mà nó ghi là con nhỏ này nó ghi là 1.000 a nè an hiểu không. Thì thằng này nó không hiểu nó mới gửi chị, nó nói là bản phiên dịch giùm tôi hai câu này đó, À, xong rồi cứ thường xuyên vậy đó, xong tại hỏi em coi người ta tôn trọng hỏi không đó. thì Thì kiểu như nó là mặt bằng chung vậy. nó tắt á, nói nhanh cứ nghĩ là mình ở như người Việt là sẽ hiểu, mà người Trung họ học chiếc xem, họ học là học xe gắn máy chứ không ai học xe máy hết, nhưng mà ra ngoài đời là dùng là nói là chiếc xe máy chứ không ai nói xe gắn máy. Đó thì đó, mà đặc biệt á là cái giọng dùng miền nữa là thì thằng này nó không hề hiểu gì hết trơn á. Thì thường xuyên á là chị không có hỏi bài thằng này, nhưng mà ngược lại là thằng này nó thường xuyên nó nhờ chị dịch dịch mấy câu đơn giản vậy đó, thì chị dịch chị gửi nó vậy đó, là hình như đâu Cần Thơ hỏi em coi vậy, cho nên là người ta đâu có nói với người ta nói mình thôi, là mình cảm thấy người ta xúc phạm mình, cho thật sự người ta nghĩ vậy là cũng đúng chứ không có sai đó. Rồi hôm bữa buổi sáng tự nhiên có ông kia, ông nhắn tin chị, ông giới thiệu ổng nhiêu tuổi rồi vợ chết rồi con làm sao, rồi ổng muốn kết hôn, rồi ổng nói ông muốn kết hôn chị từ lứa rưng, chị nhắn lại ôi cảm ơn thiện ý này kia nọ. Chị nói chị có chồng rồi con rồi, chúc ổng là tìm được đối tượng. Cái ổng ấy lần đầu tiên ổng ổng nhắn tin vậy mà ổng nhận được một cái tin nhắn đáp trả mà lịch sự vậy đó, thì mình không thích thôi đó. Thì ổng cảm ơn, thì ổng dặn là có đối tượng nào phù hợp với ổng thì giới thiệu cho ổng, trời ơi biết đâu giới thiệu nó vậy đó, lúng ra nghĩa phiền lắm vãi.
Ủa chấm vô chưa hả? Chưa luôn Chưa, hả? kêu kêu trễ 20 phút rồi vô. Rồi chị thử đọc tiếp mấy câu ra đi. Ví dụ bạn có hình mà tất cả cái gì dạng như bạn có hình của người trong gia đình mà tất cả mọi người hay không á? Đúng rồi, toàn gia đình không hả? Bạn có tấm hình nào mà toàn gia đình không? Dụ cho có con tắm bạn xem đi. Đây là hình gia đình tôi, nị dậu cưa cưa chị chia, nị dậu cưa cưa chị chia. Bạn có anh trai chị gái không? Cưa chị mới dậu chị chia, nị dậu đặng cơ tì tì. Không có anh trai không có chị gái mà có hai thằng em trai, có Chỉ hai thằng em trai. chữ trự là chỉ, trữ dậu lạn cơ ti ti là chỉ có hai đứa em trai. Ba ba mẹ bạn làm công việc gì? Ba ba ma ma trưa sỉnh mời cơm trưa. Mama đâu rồi? Mama sư tai phu xây doanh cung chua. Mẹ tôi là bác sĩ làm việc ở bệnh viện. Ba ba sư cha cung sư tờ tại vì chiến lị. Ba tôi làm giám đốc ở công ty. Của một công ty. Cái từ cha đây là đếm về lượng từ của những cái công ty Tòa nhà, công hàng. ty, cửa hàng. Không, tòa nhà nó lại đếm lẫu ha, nó đếm cái lẫu tầng. Không, ý là một cái tòa, một cái khu, một cái gì ta, cái chung cư, một cái tòa chung cư chứ không phải là tầng. Tầng là mới là lẫu. Lẫu là từ Giống như tòa chỉnh. chung cư ABCD gì đó. Mama chai sam tiên công chua. Mama chai sam tiên công chua. Papa sư lịch sư. Mẹ tôi ở cái cửa hàng làm việc, còn ba tôi thì là luật sư. Rồi. Mà sư đi cha, mà sư đi cha sẽ mất công sư. Mà Môn sư sư các mà Nghị môn sư di cha sẽ mơ cung sư. các bạn là y y cha y cha Cha là một rồi một sử công ty về cái gì á. công Sư trong ty trường hợp này là làm. sư y cha quay mau công sư quay mau. Nãy em nói là gì, xuất nhập khẩu hả? Mại, công ty thương mại. Thương mại là thương mại hả? Đúng rồi, quay mau là thương mại. Sự di trao quay màu sự. Min mau mới là diện mạo. Min Tại mau chị nãy chị đang lộn đó đó. do chị không học chữ nên sẽ không rõ về và thỉnh thoảng sẽ bị nhầm nhiều từ. Đúng rồi, như chị là chị nhận định là chị sẽ bị nhầm nhiều từ, tại vì cái nghĩa của tiếng Hán này nó phải nhìn theo cái mặt chữ Hán tự mà. Rồi. Nên nếu mà sau này chị có học Mới lên nữa thì phải bắt buộc phải học chữ. thì ý định chị thí dụ như bây giờ chị học chơi thôi thì chị học nói được được rồi, rồi viết chập chững chơi thôi. Khi nào mà chị cảm thấy nói hơi ổn ổn mà chị muốn học chữ thì chị quay lại học chữ mà học không tốt, còn giờ thì học chơi thôi, Ok, rồi, tiếp không rồi. học cái ta đi cha không có lớn. Sự di Là cha một ta công cung ty sư khá là nhỏ. Không có lớn, cũng là một công ty khá là nhỏ thôi. mai. Bú ta sư di cha bị treo sẹo tơ cung sư. Dạ, chưa chưa có bao nhiêu con nha gì nhân viên. Đúng rồi, trữ doãn là nhân viên. Dậu tua sẹo cái đây nhớ ha, cái chữ đây là do gọi là khinh thanh nên người ta sẽ không bỏ dấu vô, nhưng mà chị nhớ là nó có cái dấu thanh ba vô hơn khi mà nó Không, đi hai những cái chữ đó thì như như cái
cái câu dầu tôi xạo trừ giỡn đó là chị đọc được dầu tôi xạo đó, tại vì mấy cái đó quen rồi, còn cái chữ giỡn đó là chị chỉ đọc từ biên nhiên thôi, còn cái chữ giỡn chị đọc được, còn chữ 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 chị không quen, chị nhìn lạ quá. À, nói vậy chị nghe chữ chữ ở trừ là cái tay này, đây là viết bằng cái tay, từ trừ trừ là chỉ này, thì cứ là năm từ cái tay á, chị biết không? Nó thì À, biết sao không, chị không có học bảo thủ giống như em, mà là chị nhìn riết chị quen mặt, chị nhìn riết chị quen mặt chữ thôi, thậm chí là có những từ á, giống như đó, những câu vừa rồi là chị biết hết, mà bỏ một chữ lại là chị không biết cái chữ đó, chị bỏ lại. Cho nên cái bài mà mấy bài em gửi á, là hầu như câu nào chị cũng biết, có khi thì chị biết hết câu, còn có khi thì chị biết một, giống như này nè, ba chữ mà bốn chữ mà biết có ba chữ bỏ lại một chữ nè À, đó, chấm làm rồi hay được hết luôn có á. những vậy ha. Còn chị là có những trường hợp mà giống như là chị đang nhắn với cái nội dung đó, là chị nhìn chữ đó là chị biết là sao, chị Lan nói với cái nội dung đó, chị nhìn hao hao qua là chị nghĩ là nó đang nói tới từ đó rồi, còn mà cũng là cái từ đó nhưng mà em đem gứt qua bên chỗ khác là không có phải đang nói chủ đề đó, là đầu chị phải nhìn ngẫm lâu lắm, hoặc là có thể chị nhìn không ra luôn á. Rồi Thì mình tức là cái phần phán đoán của chị nó cũng 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 có trong đó nữa, chứ không phải là chị nhìn xong ấy, chị phán đoán một phần nữa. à, thì tại do chị chưa học chữ, chị ngại học chữ nên nó sẽ bị vậy. Ừ. Rồi Ta ngay đủ y phải sao chữ bên chị thấy nhận à, đây chị phóng lên rồi nè, ta cay dậu y phải cua cưa trữ doãn, ta cay khoảng chừng 100 người hả, Ta trăm cây người hả, dậu di bại. Hơn ha, chứ tua trong trường hợp này là sẽ mức chỉ mức độ là hơn, ví dụ nó có thể là 101 người, 102, nhưng mà nó khoảng đại khái, ví dụ 105, 110 gì không biết, nhưng mà người ta sẽ nói là đại khái, chỉ người ta không biết cái chính xác. 128 đi thì người ta cũng có thể nói là tua, ta cây dậu di bại tua cơ trự là hơn 100 người, khoảng hơn 100 người. Ok. Rồi tiếp. À, tôi sức trung của chủ dẫn mà đều là nhân viên Trung Quốc hết hả? Rồi. Có phải là nhân viên trực quốc thấy không? Tao sư trong của trình doãn Đây, dễ bữa trước em có nói chị cái chữ đây mà chị không biết, thì chị nhớ không? Chị nói là tao bu sư đúng không, nhưng mà bây giờ trong trường hợp đây là bù tao sư, tại sao chữ bu em nó không đứng trước ngay chỗ đây, tức à, là không phải tất cả nữa. À, cái bữa em nói đúng không? là trong nhân viên công ty đây thấy có người nước ngoài, có người người là Trung Quốc thì là không đều, còn nếu mà tất cả là người Mỹ hoặc là tất cả là du học sinh bữa trước nó nói á, nhớ không, thì nói là không, đều không phải là du học sinh hoặc là đều không phải là người Trung Quốc, thì mình dùng chữ bu đây, mình bỏ vô đây. Nhưng mà nếu cái trong trường hợp này nó có người Việt Nam, có người Thái Lan, có người người Trung Quốc, thì mình chữ bu em đem đầu, nó không đều. Ủa? Nhưng mà nếu như là đều hết thì nó đâu có bu đi làm chi, Ừ, đúng rồi. tâu Không sư trung của chị vậy, y y y chè tâu sư trung của trừ duyên. chào cả nhà. Rồi ok. Rồi chấm Hai chấm vào chưa? đâu Bây giờ đâu mới lên tiếng đó, rồi, bây giờ phải chuẩn bị đi vì tệ kẹt quá nhờ. rồi, nhờ 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 chị Thanh, hỗ hỗ trợ lại giúp em nha. Chị giờ phải nói lại từ đầu về cái từ Nói vựng, từ không? vựng bỏ đi qua đi, chấm chấm có coi được vựng đâu, Chấm biết đó. Chị thấy là cái khả năng chấm là hình như cũng lướt qua mấy cái này hết rồi đó, chị thấy là khả năng chấm nhưng nó không nằm ở đây giống như là người mới học đâu. tại không lực lợi thế cái chữ kanji một xíu thôi, chứ nhiều chấm từ chấm chưa đọc được là đọc nó sai thanh điệu em. Cũng có sai nhưng mà cũng có, nói chung là đi đi tới thì tao không sao đâu. Em là người em nắm rõ độ chấm mà,
em biết rồi, nhà chấm dịch chưa có cao đây thử đâu có nào để đâu. Từ các cái bài khóa ha, chấm biết rồi thì cho chấm dịch lại bài khóa từ đầu rồi. Chấm đọc em. Nhi cha dậu chị khẩu rỡn, à, nhà bạn có bao nhiêu người? Ủa cha dậu ủ khẩu rỡn, à, nhà tôi có 5 người. Papa, papa, mama, cơ cơ, chê chê, hứa, ủa. Nhà có 5 người bao gồm là ba này, mẹ này, anh trai này và chị gái này và tôi. Rồi, mấy cái từ mà nó trùng điệp như này thì cái chữ lần sau á mình đọc nó nhẹ hơn ha. Ba ba. Ừ, ba ba, mama, cưa cưa, chê chê. Cái từ mấy lần sau nó sẽ nó khinh thanh, gọi là khinh thanh trong tiếng tiếng Trung, nó gọi là khinh thanh nhẹ hơn. Và còn cái chỉ thực tế luôn ha. Ra ngoài khi mà mình giới thiệu á thì không nói cái đây, tự do mình nói trong sách vở thì nó nói là cho đầy đủ thôi. Ra ngoài mình không, mình nói không nói cái này là người người nghe họ đủ hiểu, mình nói năm người rồi cứ nói những người đây thôi, khỏi nói mình trong đó, hiểu không? Tức là người okay. Người người nói họ họ giống họ như, biết là giống là tố hoặc taxi vậy đó, mình bỏ đi đúng không? Đúng rồi, cái là trong sách thì nó dạy đầy đủ vậy thôi, nhưng mà ra ngoài không ai nói vậy. Ok ok, giống hiểu đây rồi. Nhi dậu mấy dậu chẳng cha tơ chào piang. Ừ. Bạn có cái tấm ảnh của tổng ở nhà không? Dạ dạ. Đọc lại câu đó. Nhi dậu mấy dậu chẳng cha tơ chào piang. Ní dậu mấy dậu chuyển cha. Chuyển cha. Tờ. Chào piang. Chào piang. Piang. Chào piang. Piang. Không. Chuyển. Chào. Dạ. Chuyển. Piang. Bây giờ chữ chữ B phở này là piang. Còn chữ máy bay á, phầy. Nó mới phì hơi ra. Còn cái này là hai cái môi bụt lại bung ra. Pin chứ sao pin. Nó làm nào cho em ngờ. Pin. Chấm đọc được rất là nhiều. Nhưng mà những cái là giữa âm nào âm ngờ nè, âm n có âm g nè, với lại cái dần ian nè là chấm chưa đọc được á. Nhưng mà cái này nó giống như chén nè, chén nè. Ian luôn nè, chén nè. Chén nè. Piang. Không. Piang. Em đang học đọc là có âm ngờ hết á. Tại vì chị yeah. sẽ làm em bị sững lại, giống như đang đọc o nãy giờ đúng không? Chị sẽ làm em bị sững lại, mất thời gian của em. Nhưng mà thực sự nếu như em đọc em chịu sửa em đọc mà hơi chậm xíu á, thì lâu ngày nó sẽ làm mềm cái lưỡi em sẽ đọc được. Còn còn không là nó sẽ quen. Dạ. Yeah. Chào piang. Chào piang. Chào piang. Sao ta? Sao chị cũng người miền Tây mà chị sửa được ta? Ví dụ như con liên y n yên đúng là con liên mới đúng, chứ mình thì miền liên. Tây mình hay kêu là con liên đúng không? Liên. Nhưng mà đúng là con liên mới đúng, y n yên. Liên. Ừ. Thì này là chào piang. Chào piang chứ không phải chào phiền. Chào piang. In. In, pin. In. Không, em đọc cái i a n á, tức là cái đánh dần đúng rồi, nhưng mà cái cuối cùng là em âm n em lại trở thành em ng, cho nên là nó sai cái đó. Yeah. Em đọc chữ pin là đúng rồi đó, nhưng mà em bị gồng cái chữ cuối cùng lên là thành âm ng, nên là nó sai.
pin 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 bây giờ bây giờ khi mà học xong á, học xong á, em vô cái phần mà luyện của cái gì là cái bài đầu tiên á, thanh điệu đó, thanh điệu cái gì giận giận mẫu cái gì tùm lum la kiểu đó, mấy cái bài đầu đó. Dạ em luyện lại, em luyện lại mấy cái dần đó đi. Thì xong rồi em vô cái YouTube em nghe những cái bài mà người ta nói cái giọng người ta nghe hay hay á, em bắt chước lần lần, mỗi ngày em bắt chước một chút, chứ giọng em cái chữ này còn cứng quá. Tại vì rất là nhiều chữ em đọc rất là hay, giọng em mềm mại, khá là mềm hơn của Tân luôn á, nhưng mà tiếc là có mấy chữ đó là em đọc mà không chưa được đó. Chứ phải em đọc được nữa là giọng mới hay đó. Dạ vâng. Rồi cô cố gắng là tiếp tục đi. Em bị cái từ này đó giờ luôn á. Đúng rồi, nhưng mà chị nghĩ là em được, nhưng mà em không phát hiện ra mình phải làm sao mới được. Nhưng chứ chị nghĩ là cái giọng em là em sẽ uống được. Dạ vâng ạ. Rồi để em điện thêm chị nhé. Dạ vâng. Sau đấy là bạn có cái tấm ảnh của gia đình như là toàn gia đình không ấy? Cả nhà đó, tấm ảnh cả nhà. Dầu y chang tôi có một tấm. Nhi khang bạn xem này. Trơ sư của mình chuẩn cha tơ chào biển. Đây là cái tấm ảnh của cả nhà chúng tôi. Cả nhà tôi. Nǐ you gè gè jie jie. Jie jie. Tôi có chị anh này, chị này. Bạn có anh chị không? Nǐ you gè 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 jie jie. Ma là bạn có anh chị không? Wǒ mèi you gè gè, wǒ mèi you gè gè, yě mèi you jie jie. Zhí yǒu liǎng gè dì dì. Tôi không có anh trai. Cũng không có chị gái, chỉ có hai em trai thôi. Em đọc lại cái từ mà chị gái này. Chị gái là chị 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 bây giờ đọc chờ y e rồi xong rồi đọc chậm chờ y e nặng chị rồi xong rồi quen với cái âm điệu đó rồi em sẽ đọc nhanh lên đầu tiên là em đọc chậm em phân tích nó là chữ gì trước em đọc chậm rồi từ từ em hả đọc nhanh. Dạ vâng. Chị 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 nǐ bà bà nǐ bà bà nǐ bà bà mà mà zuò shénme gòng zuò. Cha mẹ của bạn làm công việc gì? Guǒ mà mà shì dài fù zài yǐn hǎng gòng zuò. Yì zài yì yuán gòng zuò. Bà bà shì yì gia cung sư tơ yên lý. Cái chữ sai á là em đọc đúng, nhưng mà khi nó cái chữ z đó nó vô chữ công chua là em lại đọc sai cái chữ z đó rồi đó. Cung nếu chua. Như em đọc sai cái chữ mà
chào chan em đâu có đọc được, là cái bữa ăn sáng ấy, em sẽ đâu có đọc được, em sẽ đọc hai cái âm nó sẽ giống nhau, là chữ chào chan á là chữ c a o với lại chữ g a n. Cung 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 chùa Cung chùa, cung chùa. cung chùa Ừ. cung Trai y duyên cung chùa. Tại vì cái chị thấy á, chùa cái chữ chùa trai á em đọc được, nhưng mà khi sang nó ghép chùa với chữ cung chùa là chữ chùa em lại đọc đọc sai. Không phải chào san chứ không phải là chào san hậu, không phải là buổi sáng mà là bữa sáng. Cái bữa ăn sáng, cái chào khẩu phần sang ăn sáng á. Chào san, con này là chào san. Em thấy nó khác chào nhau không? chào sang chào Cái này là sang chào sang là cái buổi sáng, chào sang còn cái mà chị nói là chào sang là cái phần ăn sáng. Chữ can á, chữ can của tiếng Việt mình á, trang can can cờ a n a n a n trang can á. Chào chào càng sang không có g, chỉ có một chữ càng n thôi. Chào sang chào càng chào càng thay thay gì á, bỏ 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 chữ g đi ta, chào san á bỏ chữ g đi, tại vì thay vì thí dụ như bữa bữa cơm sáng thì mình đã là chào phan đúng không? Ừ đúng rồi, đúng rồi cái đó, còn không thì mình sẽ nói là cái bữa sáng đó, chào san đó đúng rồi, chào 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 san, chào chào san san chào 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 san. Em vẫn đọc chào âm n thành âm ng mất tiêu. chào 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 Cái mà em không có sửa thì hai cái chữ này em sẽ đọc rất giống nhau, cái chữ buổi sáng và bữa sáng này em sẽ đọc rất giống nhau, thì người ta sẽ không hiểu em đang nói tới cái chuyện mà nói bữa sáng hay là buổi sáng. chào chào chan dạ chào chan chào chan chào chan Chào san san, chào chào chan san nè, chậm chậm chào nghe chị đọc nè, chào san san, chào san. chào chan Ừ đúng rồi đó, cái chào chữ vừa đọc rồi đúng đó, chào san. chào chào chan Ừ. chào Còn cái chữ trước, chào buổi sáng, chan chào buổi sang ừ chào sang họ. chào sang hào Ừ chào sang họ. chào sang hào chào Ừ sang là buổi sáng. hào Còn cái kia là chư quản chào sang là ăn xong bữa sáng. chư Cao cao xinh chư xinh tờ truy công chùa là truy sang bàn là vui vui vẻ vẻ mà đi làm, ăn xong bữa sáng rồi vui vui vẻ vẻ mà đi làm đó, nó khác nhau chứ đúng không? Ừ chào chào chan chào chan chào san, cái này chào nó rất là chan dễ bị lẹo lưỡi cho nên là không có cần em đọc nhanh, em phải đọc chậm, giống như bắt đầu là em đọc xong hai chữ này đúng không, xong cái đầu em sẽ có cái câu mà hải chữ chữ chào san đó, nó nguyên cụm luôn, thấy không, nguyên một nùi vô lẹo lưỡi gần chết luôn á chào đó. sang chào Là đứa trẻ ăn bữa sáng là nó vô một nùi luôn, nếu em không có để ý là cái lưỡi em nó lẹo lại em không có đọc được luôn á, tại vì hải chữ là cái chữ z y đúng không, là đứa trẻ đúng không, chư dạ là nó ăn đúng không, ăn là chữ chào y của mình đó, là chữ chư đó, rồi bắt đầu tới chữ chào chào san nè, đó là nó một nùi là toàn là cong lưỡi không đúng Dạ. không. Ừ khi mà em không không tập đọc rồi á thì cái lúc mà nguyên văn của nó vô chung một nùi giống như là đứa trẻ ăn sáng á thì nó vô một nùi, vậy là em sẽ lẹo lưỡi em không đọc được, không đọc được chữ nào, tại vì chữ này nó sẽ quấn qua chữ kia nó quấn ngược trở lại chữ này, không đọc được, nên là mình đọc chậm thôi, nhưng mình phải phân biệt nó là cái lưỡi nó sẽ là cong lên hay là xì hơi ra hay như thế nào, có thể là không rõ lắm nhưng mà
nhưng mà phải tương đối, đúng không? Dạ. Dạ. Ừ. Rồi ok, tiếp đi. Chán. Hồi nãy tới của ma mà sư tai phù chạy yên yuan cung chùa ba sư y cha cung sư tơ yên lý. Mẹ của tôi là bác sĩ, đang làm việc ở bệnh viện. Ba của tôi thì là giám đốc của một cái của công ty ở nhà, là giám đốc công ty nhà. Không phải đâu, đó là một công, giám đốc của một công ty thôi. À, giám đốc của một công ty, là đơn vị của công ty là cha, quên rồi. Đúng rồi. Là giám đốc của một công ty. Của ma mà chai sang tiền cung chùa ba bà sư luy sư. Mẹ của tôi đang làm việc, bạn Mã Lì mới nói là mẹ của tôi đang làm việc cho cái cửa hàng, ba của tôi là luật sư luy sư. Sang tiền nì mân sư y cha sẵn mơ cung sư. Các bạn thì mọi người thì đang làm thì mọi người nì mân của cung sư ở công ty như thế nào, mọi người thì công ty như thế nào. Đúng không? Công ty thế nào? Có nghĩa làm trong công ty gì đó. Đúng rồi, dịch câu sao mới chính xác. Chứ không dịch câu công ty như thế nào là sai hoàn toàn. Làm ra công ty gì, công ty nào ấy? Không phải, dịch công ty nào cũng không sai luôn. Công ty gì? Công ty có làm công việc gì đấy? Đúng rồi, về công ty chẳng hạn như công ty điện tử hay công ty thương mại. Đó, dịch như vậy đó. Hiểu rồi vậy đó. Chứ không phải công ty thế nào ha. Công ty gì, công ty làm gì đấy. Rồi bây giờ đọc cái câu dưới mà chấm đọc, đọc dịch là chấm dịch được là chấm siêu luôn á. Sư y cha quay mau cung sư. À là công ty ngoại thương, trong một công ty ngoại thương. Ừ đúng rồi. Tận cái máy mà tận. Nãy chị Thanh biết chị Thanh chứ, với dịch quay mau là diện mạo ha. Ngoại không, đó là ngoại thương. Ví dụ như là quay màu ta sẽ là đại học ngoại thương. Nãy chị Thanh chỉ dịch nhầm từ đây, chỉ dịch là cái áo khoác, cái diện mạo. Chấm dịch được rồi, chấm đọc được rồi, chấm ok rồi. Không, có chữ ngoại với chữ thương siêu đó. Rồi. Vậy là không, siêu rồi còn ơi. Đó. Không, nhìn vô chữ ngoại với chữ thương nên em. Đúng rồi. Ngoại gì đó. Rồi ok. Chấm giỏi á. Sư y cha ta cung sư ma. À là một công ty to phải không? E bú ta sư y cha bì chào xào tơ cung sư. Cung sư. Không to. Là một cái công ty công ty bị chia ra mình dịch là khá. Chào là khá nhỏ thôi. Công ty khá là nhỏ. Bị treo là khá là nhỏ đó. Bị treo xẻo tôi không sự. Không to nhưng mà là một công ty rất là khá là nhỏ. Dầu tua sao. Dầu tua sao. Dầu tua sao. Chữ doãn. À có bao khoảng bao nhiêu, có bao nhiêu người, còn có bao nhiêu nhân viên, tua sao chữ doãn, có bao nhiêu nhân viên nó tầng. Đúng rồi, trong đó nó viết chữ 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 sao nhưng mà mình đọc chữ sao thôi. Khi mà nó đi mười hai chữ, có những chữ gọi kinh thành nó không bỏ dấu vô nhưng mà mình nhớ mình đọc dầu tua sao gì
chữ đoạn, chữ đoạn. Đa cài, đa cài có, đa cài có 100 đô cơ chữ đoạn. Khoảng, khoảng này có hơn 100 người. Ừ, đúng rồi. Có 100 nhân viên, nó có hơn nha, có hơn một khoảng có hơn 100 người nhân viên. Ừ. Đúng là thế. Cao đó chữ tour là ví dụ như 128 người mà mình không biết chắc cái số lượng của nhân viên, mình đáng đại khái. Ừ, tà cai có nghĩa là đại khái là khoảng. Tour. Rồi nó cộng với chữ tour ngoài sau á, là có nghĩa là hơn 100 người. À. Tour ta cài khoảng. Ê, tàu sư Trung Quốc chữ đoạn ma. À, đều là công nhân Trung Quốc hết à. Nhân đúng mà công nhân Trung Quốc ấy. Đúng không Tăng, đều là công nhân Trung Quốc hết à. Vũ tàu sư Trung Quốc chữ đoạn dễ dậu quay của chữ đoạn. Bước biết trước tầng tầng nói cái chỗ này chăm nhớ không? Nhớ. Có nghĩa là có nghĩa là trong không phải là không đều là nhân viên Trung Quốc hết, cũng có cái nhân viên nước ngoài nữa. Có nghĩa là trong cái phần đấy thì bao gồm cả người Trung Quốc và người nước ngoài trong đấy. À, còn cái tàu bủ xương nghĩa là sao? Tàu bủ xương đều không người Trung Quốc luôn, có nghĩa là người nước ngoài hết. À, có cái bù tàu sư có nghĩa là ví dụ như là bữa trước nói về cái du học sinh đó, nhớ không? Tiểu sĩ sơn đó. Thì ví dụ như Tăng chấm và chị Thanh là người du học sinh đi, Tăng với chấm không phải là người du học sinh, thì mình dùng bù tàu sư. Còn nhưng mà chấm, Tăng và chị Thanh đều là người Việt Nam thì dùng là chúng tôi là không phải là người Trung Quốc thì gọi là tàu bù sư tung của rỡ. Hiểu rõ rõ về cái chữ bu đó đứng trước chữ tao và chữ đứng sau chữ tao chưa? Chỉ là không đều có nghĩa là trong đó lộn xộn luôn đấy ơi. Về trước cũng có nè. Ghế dầu quay của chữ giỏi cũng có người nước ngoài nữa. Đúng rồi. Đó rồi. Đó cái... Rồi, bây giờ mình qua cái bài nghe mình nghe ha. Nghe lại ha. 你家有几口人？几口人？我家有五口人，爸爸妈妈、哥哥、姐姐和我。你有人家的照片？有一张，你看，这是我们全家的照片。 你有哥哥姐姐吗？我没有哥哥，也没有姐姐，只有两个弟弟。你爸爸妈妈做什么工作？我妈妈是大夫，在医院工作。爸爸是一家公司的经理。 我妈妈在商店工作，爸爸是律师。二，你们公司有多少职员？你们是一家什么公司？是一家外贸公司。
是一家大公司吗? 不大, 是一家比较小的公司。 有多少职员? 大概有100多个职员。 都是中国职员吗? 不都是中国职员, 也有外国职员。 Rồi, chấm nghe lại phát âm cái từ vựng cho nó chính xác. Hai, sinh thử. Sinh thử. Sinh thử. Đầu tiên. Hân. Giê giê. Chữ. Chủ. Đại. Y viện. 公司商店律师外贸小大概多外国大概 này nó có chỉ biết luôn. Bữa trước là nó có chỉ 4 phút thôi, nói thôi nó không có chỉ biết. Phần mềm nào nó ngon hơn? À, cái Hải Phòng VIP này là cuốn sách nào chấm đưa cho Tân ấy. Ừ, nó có đầy đủ hết từ HK1 đến HK6. À sang tiền. Sang tên là gì? Cửa hàng, sang tên, cửa hàng. Sang tên. Tử điếm đó thần. Ừ. Người nói đâu, chưa có chữ sang này. Sang nó khác. Nhóc sang. Tại vì nếu mà học chữ chấm chấm gõ, chấm viết lại đúng không? Thì bây giờ chấm. Em gõ. Lý. Em nhìn vô chữ đó làm sao mà chấm gõ nó ra nó giống được chữ ly sư đây. À. Họ biết cũng được, nhưng mà phải gõ sao cho đánh máy cho nó ra được cái chữ này. Ừ. Được, em nhớ bài mã ví dụ như là phát âm gõ thường thường không có cần phải cái dấu nó lên. Đó, chấm gõ ví dụ như nhớ chữ ly là lợ lợ u ly, rồi xong với gõ thì lợ u ly xong cái chữ sư. Cảm gõ ra, cảm gõ dạy sai ra nó làm sao nó ra được. Bữa trước nó là nhớ không? À, nhưng mà u mà u âm lâu á, u mà u hai chấm á. Thì mình gõ là chữ chữ v. V. Ừ. U hai chấm mình gõ chữ v. V mà về á, về á, v đó. Mình gõ chữ l chữ v. Cái nó sẽ nổi lên một cái chữ cho mình chọn, rồi thấy cái chữ giống giống một cái mình chọn. Ừ. Mà mình phải biết phân biệt chữ nữa chứ, cái nhiều chữ nó giống thành giống giống chữ mình gõ nó không thành nó giống rồi y nguyên à. Nó có cả trăm chữ nhỉ. Dịch. Cái này là chữ dịch ngoài dịch. Chữ thương. Ừ? Chữ thương. Thương luôn hay là dịch? Thương. Thương mại á. Nhưng mà là âm hán Việt nó Việt thường á. Ờ. Chắc là giao dịch đó hả? Thì nói chung là công ty giao dịch mà thì tổng mà nó gọi là giao dịch thường á, giữa làm việc giữa hai nước với nhau á. Như cũng giống như xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu á, chị muốn bán cái hàng gì đó. Không chữ mậu á. Chữ mậu nè, chữ mậu. Đó con à. Ừ. Ngoại mậu. À, y doãn bệnh viện y yuan
Yuan. Yuan. Chào Pian. Chào Pian. À Yuan. Chụp. Chào. Này nó vào thủ mà. Khác vậy rồi, được cái này mất cái kia. Chị 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 trời ơi, tự nhiên giờ bắt đầu lại từ đầu sao mãi như thế này nè. Gì chị? À không không, chị đang nói đây tại chị nghe không, cái hồi cái chị quên cái nó hư bên đây, cái giờ chị phải sửa lại đây. Hết chị à, hết suốt à. Sao hay vậy? Hả? Chị giáp sổ mà nó hết. Chị được bên đây từ lưa. Của cho dỗ ú khẩu yán. Bà bà, mà mà, cơ cơ, chị chị, hớ ủa. Chấm ráng làm sao mà không có bình sinh chấm đọc được thấy luôn á. Được, ta giúp cái nãy đi chấm đọc nè cho coi nè. Rồi, dạ, được không? Được, được mà Toán. Rồi, ok. Thấy ghê chưa? Rồi. Nè, đọc cho nè, mệt ghê luôn á. Mệt ghê nè. Đúng rồi, tăng sạn rồi, để chấm mà. Trời ơi, chết mẹ xấu xấu rồi. Xấu xấu rồi. Hố rồi, chiếc này hố rồi. Ừ. Tập lần đầu đến cuối nha. Đúng rồi. Không chuẩn chứ đã không chuẩn một tí, nhưng mà để em cố gắng. Tí chị Thanh đọc nè, tí chị Thanh. Rồi, một cây số. Đây này. Ừ. Đâu để chị dôm lớn lên cái đã. Rồi, xong, đọc đi, chị về coi. Tí sử ủ cửa. Khơ khơ chứ mà cửa. À, ti sử ụ chị biết đọc mà chị khửa khưa gì đó là chị không biết đọc nè. Khưa. À. Của mình cung sư. Nì mình. Nì mình cung sư dậu tua sào. Như cái từ này có khác không vậy Tân? Ừ, mình gọi nhầm. Ừ, em thấy lạ, phải là tua sào. Trừ doãn. Ừ. Trừ doãn đúng không? Đúng rồi. Đó, nếu mà không biết chữ thì hai chữ là tầng gõ như vậy. Những người không biết chữ thì họ sẽ đọc không ra. Ừ. Và không biết chấm thấy chứ ai người nào nữa. À, không. Em thấy cực kỳ rồi đó chị à. Đó. Hả? Đây này, được này, tới điểm này này. Chữ đó đó, nhưng mà không thấy đó. Rồi, Mã Lì mới nói thế này. Mã Lì bắt đầu không, cái này là Michael nha. Michael nè, bạn này bạn Michael nè. Michael mới đây này. À, Michael và Michael của Mã Lì trai Khang cái gì ngài ta. Mã là gì? Hả? Mảnh là giọng bà cháu. Chào Pian. Xem ảnh. Xem ảnh đây. Bạn Mã Lì, bạn Mã Lì và bạn Michael đấy đang xem ảnh. Rồi bắt đầu mới nói như này. Nǐ jiā yǒu jì kǒu rén? À, nhà có bao nhiêu người? Của cha dậu phụ khẩu rẩn. Ba ba, ma ma, cơ cơ, chê chê, hơ. Của chữ hoàng mình đọc là hở. Hở. Hở của. Có dịch nghe Tân giống hồi nãy đó Tân. Chào biết. Có dịch không Tân? Đọc khỏi dịch đi, đọc được thấy là ok.
你有 没有 tất cả này chuyển nhiều mấy dầu chuyển trả tờ trao biển dầu y trang có một tấm nhị khang cho sư của mình chuyển chuyển trả tờ trao biển nhị dầu cơ cơ nhị dầu cơ 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 chế 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 ma à của mấy dầu cơ 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 dễ dễ mấy dầu chế chế tự dầu lăng cơ tì tì lẹn ha. Lẹn, lẹn là hai người, có hai người em à. Lẹn nói chung chỉ người chỉ số thì mình số 2 thì mình có thể nói là ơ hoặc là lẹn đều được. Nì ba ba. Nì ba ba. Ma ma. À chua. Sẵn mơ cung chua. Wo wo ba ba shi tai fu. Chai yi yuan yi yuan gong zhuo yi yuan yi yuan ở bệnh viện mà hai thanh bốn mà yi yuan gong zhuo yi yuan yi yuan yi yuan trung quốc trung gong zhuo gong zhuo ba ba shi yi jia cung cung chùa tờ chinh lý cung sư cung sư công ty chứ không phải là cung chùa cung sư cung sư tờ chinh lý là một tôi là một giám đốc công ty cung sư của mama chạy sang tiền cung chùa Ba shu li shu. Ni man shu yi cha shen me gong shu. Shu yi. Không không đọc đi, đọc đi, đọc xong đi, đọc xong đi chị nói cái này. Shu yi cha quai mao gong shu. Gong shu. Quai mao gong shu. Sư y cha ta cung sư ma phủ ta sư y cha bị chào xiao tơ cung sư dầu tua sao ngờ dầu tua sao tỷ yuan tự yuan tự yuan chữ giãn chữ giãn ta cố gắng là đọc cái chữ mà giãn á u a n đọc giãn á đừng giãn nó quen giãn y duyên chữ giãn y duyên chữ giãn y duyên chữ giãn giãn chữ giãn Ta gai yau yi bai duo ge yi bai duo ge zhi yuan a tang tang cái chữ 100 á cái chữ 100 á chữ bãi á là bờ bò hay là bờ bê phở rồi bờ bò bại chứ không phải bãi đâu chị coi coi chị đang quên chữ đó đó
trăm là bảy. Y bảy quan. À đúng rồi, y bảy quan, y bảy quan. Bảy và còn từ trăm vạn. Dạ. Y bảy quan. Y bảy quan. Y bảy khoai, trăm tệ, y bảy khoai. Đúng không? Ừ. Y bảy khoai. Chuan. 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 Bố tao sư Trung Quốc chữ yuan Yue yu Khoai của chữ yuan. Ok, rất tốt. Nói chung là chấm biết nghĩa hầu như là hết cái đấy. Nhưng mà về âm chúng còn luyện thêm chứ còn còn rất... Cái này đọc xong chưa? Đọc hết chưa? Thế nào chị? Cái này nè là cái mà cái tự chị học bồi nên chị rút kinh nghiệm nè, là cái này không ai chỉ nữa mà chị để ý nè. Cái mà thanh thanh 4 á, mình đọc nó nghiêng nghiêng thành dấu quyền của mình á. Còn cái thanh cái thanh 1 á là cái thanh ngang á, là mình đọc nó ngang ngang luôn thì mình sẽ dễ phân biệt. Bởi cho nên á, thí dụ như mấy cái chữ, thí dụ như chị đọc chữ chữ gì ta? Chữ gì mà có thanh 4 rồi. Chư tao hả? Chư tao. Đó. Ví dụ như vậy là mình sẽ biết là cái chữ chư nó là thanh mấy, thì chữ tao tao nó là thanh mấy. Chứ còn nếu mà em không có để ý là em sẽ không có biết được là cái chữ đó nó là thanh mấy, sẽ không phát âm được. Thì bây giờ cái chữ nào mà có cái dấu quyền á, cái thanh 4 á, mình đọc nghiêng nghiêng dấu quyền. Đây chữ gì thanh 4 ta? Chữ gì có thanh 4 ta? Giờ quên rồi ta. Tự nhiên nói nghe nhớ. Em nói rồi, chính mình là người gõ ra được cái chữ đó là mình sẽ nhớ cái thanh gì thanh thôi. Không, ý là dĩ nhiên cái chuyện mà gõ chữ thì em nói rồi, nhưng mà chị đang nói cách phát âm á. Ừ. Là mình nhớ. Nói chung cái âm thanh của tiếng Trung nó thanh tư á, thì nó giống như quyền thiệt nhưng mà nó không có giống lắm. Còn cái thanh ba nó đâu có giống lắm. Ý chị nè, chị đang nói là mình đọc làm sao cho tựa để mình phân biệt được, hiểu không? Chứ này giống là nó không giống, nó không có một cái từ nào là phát âm giống tiếng Việt mình hết. Nhưng mà ý là chị đang nói nó na ná là đây chị thấy trên mạng nó có những người mà họ chơi, họ viết ra luôn cái tiếng Việt cho mình ấy chị. Cậu như chữ trừ tao là họ viết ra chữ trừ tao luôn vậy, và là không được học cái cách đó. Cái đó không được. Không, cái đó là dành cho những người học bồi, người ta không có biết riêng riêng, người ta mới đọc như vậy thôi. Còn mình đọc riêng riêng mắt thì mình đọc vậy. Ừ. Nó như nó, nói chung là nó không có, nó gọi giống 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 thôi chứ nó không có cái chính xác. Giống giống thôi chứ nó không chính xác. Chị là chị học, chị không có đi học theo bồi cái dạng đó, mà chị nghe nguyên một câu chuyện rồi chị biết cái từ đó nó là cái gì thì chị học thôi, tại vì chị có học riêng riêng mà. Chứ chị đâu phải không học cái viên đâu, mà chị phải đi theo cái phiên âm bồi. Ví dụ như chữ chữ y yuan cái nó sẽ ghi chữ g o e n. Đúng rồi, học biết như vậy nên ngay từ đầu nó không được học cái này rồi. Chị chấm học cái đó. Chấm đọc mấy cái này rồi chấm dịch nghĩa đi, hai cái câu này nó khác nhau thế nào rồi phân biệt được không? Được mà, tao không đọc được nè, nó dịch được luôn á. Ừ. Chị thấy khả năng của chấm khá cao đó chứ, nhưng mà có điều là phát âm chưa có ấy thôi, chứ mình từ vựng biết nhiều mà, chứ lại nó đọc được nhiều chữ mà. Thì bữa nay là coi như là xong hết giác bữa cuối cùng của hát cái ca một rồi. Thì đó. Ủa ghê vậy? Ủa ta là... cái 15 bài này là hát cái ca một hả? Đúng rồi. Nếu mà chấm ước lượng mình là hiểu được cái nhiêu là thì hát cái ca một là ok đó. Hầu như là từ nhìn chữ mặt chữ đó, hiểu nghĩa là trên 90% đó, còn về phát âm thì chưa chắc. Là sai thanh điệu đúng không? Là cái nghe chị nghe được nhiều từ vựng của HSK 3, HSK 4 luôn á, nhưng mà có điều là chị nhìn chữ thì thua, HSK 1 chị nhìn không cũng hết chữ mà. Ví dụ trong trường hợp này nha. Là trường hợp em hiểu nghĩa nó như thế này nè. Sang cơ Nhật Bản人, 四个,
viên viên của rỡn. Có nghĩa trong cái câu này là ba người Nhật và bốn người người Anh. Thì cái trong đây nó sẽ về nói về cái chữ tăng đang đề cập tới cái chữ bu này, đặt cái bu này đặt ở trước tâu hoặc là sau tâu này. Tha mân vũ tâu sư viên của rỡn. Có nghĩa là đây là họ không đều là người Mỹ. Thì ý nó là bao gồm là có người Mỹ và người Nhật trong đấy. Còn cái câu này là sang sang cơ rư bẩn rỡn sư cơ chung của rỡn. Chúng nghĩa là trong đây là có ba người Nhật và bốn người Trung Quốc. Nhưng mà ở phía sau này nó sẽ là duyên của rỡn. Thì nghĩa là không đều, có nghĩa là không đều, không là người Anh. Không sao người Anh bị của rỡn mà không là người Mỹ. Tâu phụ sư viên của rỡn, nghĩa là trong đây nghĩa là không có người nào là người Mỹ hết. Ý là vậy đó Thanh. Đúng rồi chị Thanh ơi, chị giải thích lại một lần nữa cái đây thử. Chị giải thích lại giùm em cái chữ bu đứng trước chữ tao và chữ bu đứng sau chữ tao vẫn. Đó biết rồi, cái đó là chữ bu đứng trước chữ tao á, ủa chữ bu đứng trước chữ tâu á, tâu chữ tao gì? Chữ tâu á. Là thí dụ như trong 5 người mà chỉ có một hoặc hai người là cái dạng gì đó thôi. Còn chữ bu đứng sau á là tất cả. À ok. Không phải là cái gì đó. Không phải, đúng rồi đó. Nhớ, ồ giờ được rồi, giờ hiểu rồi, ok. Ý chị Thanh nó đúng mà chấm hiểu luôn ý đây. Thì cái này bữa trước Tân có giải thích rồi nhưng mà tại do chưa tới á, nên sợ không nhớ. Nên mình dù có đề cập tới bài là nó đề cập luôn nên nó lại. Thầy chấm cũng có đọc qua cái đấy thì cũng thấy. Vậy thì chị chưa biết, bữa Tân nói chị mới biết á. Tại chị đâu có học khóa không lại đâu biết. Rồi. Chấm đọc cái đây. Cái này cũng học hết rồi nè, chỉ đọc lại cho nó mở rộng cái câu thôi. Đọc được đó ta nè. Thôi vậy chấm dịch nghĩa đi, chấm dịch nghĩa đi, khỏi đọc cũng được. Ví dụ nè, bạn có xe đạp không? Có. Nè, xong rồi nè, bạn có chị gái không? Nghĩa là dậu, mỹ dậu, nghĩa là có không đấy. Cái câu trùng điệp ha. Ví dụ chị ní dầu à, ní dầu chè chê ma thì nó cũng nghĩ là vậy á. Có chị gái à, tôi là không có nè, mỹ dầu không có. Ní dầu chè chê ma. Dạ. Mỹ dầu chè chê ma hoặc là mỹ dầu mỹ dầu. Hoặc là dầu. Dầu mỹ dầu. Bạn có chiếc xe đó. Ê Tăng, nhà dầu chị nhà có bao nhiêu người? Vợ cha dầu của khẩu rồi, nhà tôi có 5 người. Rồi chấm thử đó. Thử trả lời cái câu bị cái gì đâu mà biến âm đó. Nó là rỡn thôi. Rỡn chứ khẩu rỡn. Ủ 5 người cái gì đó. 5 người, 5 khẩu rỡn. Ủ khẩu rỡn. Ủ khẩu rỡn. Nhưng mà hồi nãy là chị để ý hai lần là em đọc nguyên câu với em chữ rỡn thành chữ rỡn. Rỡn, dạ. Rồi chấm. Nếu mà người Trung hỏi chấm câu này, chấm trả lời sao? Của cha dầu lì. Của cha dầu lưu khẩu rỡn. Nhà em có 6 người. Rồi, ai kể là? Mà 6 người đúng không? Mama. Đen. 6 người hả? 2, 4, 6. Lẹng cưa
chè chè. Khỏi hư vụ. Đó, 6 người đủ rồi. Con à. Chị tắt mic rồi, chị nghe em chị nói nhưng mà chị tắt mic em nghe được đó chị ơi. Đó. À, dậu lẹn quay cưa cưa, có hai vị ca ca. Dậu lẹn cưa cưa. Lẹn quay là hai vị ca ca, là hai anh đó, giống như là mình dạ. Mình nói theo cái thể trạng đó, nó là anh mình thì mình tôn trọng xíu, chứ không lẽ mình giới thiệu tam đấy có hai thằng anh. Không, à, đúng rồi, mình nói là cơ được rồi chị, còn quay nó tính ngữ quá. Anh người trong nhà mình mà không có cần tính ngữ như vậy đâu. Khi mà giám đốc hay là người luật sư nữa, giáo viên thì mình dùng cái từ cơ thành quay. Quay. Vậy à. Ừ. Rồi tiếp. Nǐmén gōng shì yǒu duò shǎo zhì yuán. Công ty của các bạn đấy có công ty của các bạn đấy có bao nhiêu nhân viên? Có bao nhiêu người nhân viên? Ta cài dậu ý bại tua chữ yuán có khoảng hơn người. Hơn 100 ha, có khoảng hơn 100. 100 là có tua thì sao ấy. Rồi bên này mình sẽ học thêm mấy cái từ đây nè. Có nhớ thì nó có sẽ số 1 có một số 1 trước này. Rồi chấm thử đọc luôn thử nè. Rồi à, bữa trước hình như đọc số điện thoại rồi không ta? Yeah. Số điện thoại đọc là lĩnh và một là đọc là giao. Ừ. Đúng rồi. Lĩnh giao. Rồi 1.000 thì mình đọc là di chuyên và 10.000 thì kiểu là kiểu cái là 1.000 với 10.000 á thì kiểu như mình có tiếng 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 Trung, tiếng tiếng Hàn và tiếng tiếng Nhật thì nó tính đơn vị là 4 số, còn mình tính 3 số. Còn thì nó là di chen di quan. Và khi 108 thì cái chữ lĩnh là số 0, mình phải bỏ vô. Rồi chấm thử đọc thử nào. Y bài lĩnh ba. Ừ. 110. 110. Y bài. Y bài. Y. Rồi y bài gì vậy? Thật sự là có chữ sử đây nữa, nhưng mà mình bỏ, không đọc cũng được. Y bài. À. Y bài gì? Mình nói 110. Vậy thôi, 110. Vậy là mình chỉ cần y trước thôi. Rồi. Y chàng lĩnh y sử ba. 118. Cái này không để ý là sẽ đọc lộn. Ngay cả những người mà học tiếng Trung lâu cũng đọc lộn cái này. Y chàng. Rồi, một y chàng. Y chàng lĩnh vũ. Rồi 10.000. À, ý quan. Ừ, ý quan. Tại do cái số 1 cái này thì nó cũng giống như chữ bu vậy á. Khi mà gặp hai thanh tư thì nó bị biến âm. Nên mình sẽ lưu ý mấy cái chữ số 1 luôn. Gặp hai thanh tư thì nó sẽ cũng biến âm giống như chữ 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 bu á. Nó biến quy tắc giống y như chữ chữ bù, khi mình chữ gì đây nó đứng chữ đầu ha, từ kỷ cung á. Khi mà nó đứng ở đầu thì nó sẽ bị biến âm, ví dụ như hai thanh tư thì nó sẽ bị biến thành hai và thanh tư. À, từ ỷ cung ra nó biến âm đó, nghĩa là cái là y cung nó vẫn được, đó là tổng cộng á. Ỷ cung là tổng cộng á. Ỷ cung. Rồi tiếp. 10.890. 10.000 là 10.000 là Y quang lĩnh 890
Rồi bây giờ thì qua thì cho một số bất từ bất kỳ chấm thử đọc hơi thử nha. Một không viết cái đi. Hai viết bảy nghèo đúng không? Y chàng lĩnh ơi sử chi. Đúng rồi, chính xác. Rồi, thêm nhớ có chữ lĩnh hoa. Y quang lĩnh y bài ơi sử vụ. Đúng rồi, nhưng mà chữ nhớ cái chữ đầu nó sẽ biến âm. Dĩ quang. Dĩ quang. Dĩ quang lĩnh y bài ơi sử vụ. Rồi. Rồi, còn đọc số ra nữa được là ok. Ý quang. Dĩ, đọc lại đi. Ý quang, lĩnh, chi bài, sử liệu. Chi bài, sử liệu. Nhưng mà dám lưu ý này, 100 bước ngàn thì nó cái âm nó thành thanh tư chữ y đầu á, nhưng mà khi nó đi với cái thanh thứ tư với chữ quang thì nó biến là thành số 2. Âm nó quan trọng ha. Ý quang. Rồi chấm đọc lại hết giúp tăng một lần nữa rồi mình mới đi qua cái đây do cái số quan trọng này. Y bài lĩnh ba. Y bài. Yang lin yi shu ba. Yi chang lin wu. Yi quang. Lại. Yi quang. Yi quang lin ba bai jiu shu. Ok. Nhưng mà cái số này nó khác một xíu là ví dụ như trong tiếng Nhật của chấm học á thì cái số 0 nó không có đọc, nhưng mà tiếng Trung nó phải bắt buộc đọc ấy. Nên sợ chấm mà nhầm giữa cái ngôn ngữ này với ngôn ngữ khác. Lĩnh ba bài chữ sử ý quan. Rồi bây giờ nói về cái mệnh giá tiền này. Tiền Mỹ là gì nhớ không? Mày chữ mày và rồi tiền Trung khoai. Là gì? Không khoai đọc cái gì đấy nhỉ? Khoai là một từ nữa là từ gì á? Từ duyễn, cái đó khoai là nó là bằng từ duyễn, nhưng mà từ duyễn là nó sẽ viết vào giấy và khoai là bằng nói, từ duyễn là viết. Chính đọc bằng khoai là đúng không? Đúng rồi, nhưng mà nó là bằng nói. Thôi chấm nói không mà chấm viết. Còn cái viết là nó sẽ. Ủa Tân, dạ? cái phần nãy giờ cái số tiền em vừa nói ở trong sách có không vậy? Có chứ. Đã chị nhị nghiên cứu và hồi nào giờ là chị chưa bao giờ quan tâm tới vấn đề nói về con số, nói về tiền luôn á. Nãy giờ nghe chấm đọc mà chị rối đùi luôn á. Cái đó nó. Để tối hôm nay chị rảnh chị lật sách chị coi lại coi. Đúng rồi, chị không coi lại sẽ cái số mà số 100 ví dụ như em cho số này mình bây giờ chấm đọc lại chấm đọc được rồi hoặc là chị đọc được là chị thấy nè. Tại do nhiều người học mà không để ý cái thanh điệu là sẽ bị lậu. Cái này là đọc sao? Chấm cái này đọc sao chấm? Ý quang. Bảy lĩnh ba. Ý quang. Ý quang lĩnh ba bài. Quang lĩnh ba. Ý
Dự sử. Nhiều dữ vậy hả? Thì dạ. Nó là nó bốn số mà. Tức là tiếng Trung, tiếng tiếng Hàn. Rồi. Ok ok, tại chị mở cái màn hình lớn chị thấy đọc có, chị thấy em ghi có 108 mà chị nghe toàn chấm tọc quá trời nhiều, chị mới dòm cái hình nhỏ lại cái chị thấy nó tới 4 5 số. Nãy ờ, tiếng Việt của mình là chấm ngay ngay đây nè, nhưng mà tiếng Trung nó sẽ chấm ngay đây. Bốn số rồi. Qua. Dĩ quan lĩnh nha, có số không là phải có là có lĩnh. Ba bài. Ba bài. 90. Ừ, rồi nếu mà chị Thanh chị coi em biết nha, chấm đọc đúng hết rồi. Nhưng mà bây giờ nãy chấm đọc cái số 1 là dĩ nha, nhưng mà bây giờ em cho cái đây. Rồi. 10119 thì đọc sao? Đâu có biết đọc, bây giờ chị đâu có đọc mấy số đâu. À, bảy liễn sử chịu hả? Rồi vậy là sai rồi. Rồi chấm, nhờ chấm nè. Y chang liễn sử chịu. Đúng rồi. Chị chưa biết đọc luôn á, chị chưa biết đọc, bao giờ chị tìm hiểu cái này luôn á. Để chị tối chị rảnh chị coi sách lại thử coi. Nhưng mà những cái lưu ý em đã nói chấm rồi, ví dụ như số 100 bây giờ tăng tua lên đi, nói chị lướt qua là chị hiểu à. Chị Thanh chỉ nhìn tí xíu nè, chị lướt qua là chị hiểu bạn. Lên đi. Là chị nhìn qua chị viết ra chị hiểu liền. Dù đơn vị cho 1000 á là y chang, chị phát âm được. Y chang còn đơn vị đó là y quang. Rồi bây giờ là mấy cái phần này nè, cái phần mà mình đang nhìn thấy trên màn hình nè là trong cuốn sách có đúng không? Có. Rồi, ok, để tối nay chị dọn lại sách. Để mất thời gian của chấm không? Không chị nói đi, chị em nói em nhớ sâu hơn, chị cứ nhìn đi nè. Y bảy liễn ba 108, y bảy liễn ba rồi 110, y bảy y. Y bảy sử. Mình nhớ y bảy sử hay hơn á, 110 dễ, sử 10. Rồi. Y chen lĩnh, y sử ba, y chen. À. Y chen. Đơn vị 1000 là 1000 là ngàn y chen. Y chen. Y wan 2 4 y wan y wan. Y wan. À 2 4 5 thì y wan lĩnh. Y quan lĩnh, y chen. À, y quan lĩnh. Không chưa? Để em nói những cái lưu ý ha. Là rồi xong em cho một số bất kỳ là chị đọc rõ. Rồi, đi bước từ bại là 100 và 1000. Thì cái chữ đầu tiên nó y như là cái chữ bu vậy đó. Nó sẽ bị biến âm. Rồi nó đọc là gì? Y hết. Y hết, thấy không? Nhưng mà riêng với đi với từ quan thì hai thanh tư thì nó sẽ biến thành âm thanh hai. Và trong những cái số không này thì nó phải mình đọc là có chữ lĩnh ha. Số không mình phải đọc là lĩnh. Thì giống như là 108 vậy, của mình có chữ lẻ. Thấy không? Chữ lẻ là lĩnh nhất. Rồi, bây giờ anh thử cho chị một số thử ha, coi chị đọc. Xong chưa? Rồi. Y phải liễn chi. Y phải liễn chi. Mình tụi 10.000 đi cho nó dễ. Từ từ. Cái nhỏ là mới lên cái trời chứ hả chị? Chị rối. Y chen cái này là đọc ở hay là liễn, đọc số 25 bình thường thôi. Y chen còn thêm số ở số 5 hả? Rồi sai. Ở số 5 sai rồi. Y chen ở số 5 vậy là sai.
tại sao nãy em đã nói ngay từ đầu đúng không? Thì trong đây nó có cái số 0 không? À. Thì mình phải đọc chữ lĩnh trước nữa. À, mình đọc là cái là tiếng Việt của chị, của mình là chị đọc là sao? À, 1, 2, 3, 4 số là 1025. Đó, có chữ không không? À, rồi mà tiếng Trung mà chị bỏ cũng không được, tại vì tiếng Trung nó dịch, tiếng Việt mình nó dịch qua đó nó tương đương vậy. À, chị à, nãy chị đọc là 1025. Ừ. Ừ. Vậy thì là 1000 ôi 1000 ở sử mụ. Ừ, đúng rồi, chính xác. Rồi một số nữa, nhớ sư nhớ chữ lĩnh ha. San quan lĩnh san ở sử ba. Không bại, sang bại. Mà chị đọc lại một lần nữa nào. Là sao? Chị đọc lại một lần nữa nào. Chị đọc là san quan nè. Ừ. Nó là 2, 4, 5 số rồi nè. 2, 4, 5 số đó. Ừ, đúng rồi. À, lĩnh. Ừ, chính xác. À, 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 san phải ở sử ba. Đúng rồi, chính xác ha. San phải ở sử ba. Ừ, ừ, ừ. À, nó rất rối quá. Mấy cái này đối với chị nó rất rối quá. Chị thấy nó phức tạp quá. Có gì đâu phức tạp. Nó cái này là dễ nhất luôn á. Rồi, em thay số 3, số 1 chị đọc xong. Ý quan. Ý quan liễn. San phải ở sử ba. Nó thì bây giờ chị động được thấy rồi, còn gì nữa đâu mà đáng nói. Vậy thôi, nhưng mà ra là chị đọc số khác là chị sẽ nói mù, thôi để đây từ từ để coi lại coi sao. Em thì em nói rồi, cái cứ 100 là 1000 thì nó thành 4, nhưng mà cái đi với từ ngàn trở lên á, từ 10000 á thì nó sẽ thành 2. Vậy thôi, còn số 0 thì mình đọc lại 0 thôi, không có gì rắc rối luôn á. Đi đi nắm. Mình nói 200.000, 280.000 tiền Việt Nam nói sao ta? 280.000 ha. Ừ. 280.000. Ờ. Ờ phải. Gì? 280.000 à? Đây, thì phải nói là. Ờ. Cái đó là thường là lĩnh cũng được ha. Ừ. 208 hả? Ờ. 280.000. 280.000. Bỏ số 0 đi. Đi tăng sao nữa thành nên là thì hình như là theo chị thấy hình như là cái gì? À ở bãi bả sử khoai với nẵng tung hay sao? Đúng rồi. Mình đọc có thể đọc là lẹn hoặc là chữ số hai, thường là đi với ở 200 thì mình đọc là ở bài ba sử, nhưng mà thường là ví dụ như đi số nguyên chẳng thì họ xong dùng chữ lẹn ha, ví dụ 200 thì họ dùng là lẹn bài. Không, 280.000 mình đâu có đọc được vậy đâu. 280 chỉ cái trầu, những cái số trầu số thôi. Những cái số trầu này. À, ý là bây giờ ý là chị không biết là 280.000, em ghi ra luôn 280.000 đi. Thì ý là chị nói là mình đọc đơn giản là 280.000 hay là mình đọc 28 dạng. Đúng rồi. Cái gì đó? 28. Đó, ý là Đúng rồi đó, đó là cái mà chị cảm thấy rắc rối, mà chị là biến học là chị không có để ý tới bây giờ là vậy đó. Toàn mình chia đơn vị 4 số mà toàn mình phải đảm bảo là 28 vạn. Chị nói là 280 hay là 280.000? Không, chỉ có là 28 vạn rồi hết.
À, đã thì 20 chấm phải ngàn đấy hả? Ừ, đây 28. nè, chấm á, chấm là hiểu ý chị rồi đó, ý là chị nói là mình sẽ đọc 280.000 giống như mình đọc thiên thiên âm tiếng Việt, hay là mình đọc 28 vạn Đâu đó. mình phải chia ra nhé. Ý. Không, thêm số không nữa Tân, thêm số không nữa, số không ở đây nè. 28.000 Đúng mà. rồi, Ừ. Chỉ đang nói 28.000. 280.000, Gì? 28 280.000. Có nghĩa là 280.000. Hai 280.000. thêm số ừ. không ngay chỗ này, chỗ 80 nè. À. Rồi đơn vị 3 số 0 rồi phía sau thì lúc này chấm theo chấm nghĩa là sẽ đọc là ơ sử ba quan. Đó, đơn giản vậy À thôi. đó, chị cũng đang thắc mắc Hả? Thì chấm đọc đúng rồi, đó. còn gì nữa? Ừ. Có gì đâu, Thì tức là bên Trung thì nó đọc là bốn số phải giống thôi. Chị là cái mà người, chị thắc mắc á. chị Bây là giờ người á, đọc. ý là bây giờ vậy nè, ý là chị nói ví dụ như mình nói là cái món này là 280.000 Việt Nam, thì mình sẽ nói là 280.000 luôn, là tức là lẻn phải phả gì gì đó thì Việt Không Nam, hay được. là ý là 28 lẻn sử phả quanh, ý là chị đang nói cái đó đó, 28 vạn hay là 280.000 á, Chị thì sẽ phải đọc theo kiểu quy nào á? đọc theo cái kiểu như Trung Quốc đây chứ không phải đọc theo kiểu Việt Nam mình được. Nhưng mà mình đang nói tiền Việt, mình cũng nói theo cái cách đọc Trung mà. Cũng là Rồi đọc theo cách Trung Quốc luôn. số nhỏ thôi, Rồi. còn to là mình phải chia đơn vị của quận rồi tới chiên rồi đến bãi Nhưng rồi rồi mà đơn vị quận phủ, bây nó giờ còn á, còn từ trữ nữa. cái phần tiền này nè, cái phần tiền này chị rắc rối nhất nè, cho nên là rất là phức tạp nè. Bây giờ thí dụ như là hôm bữa chị nhắn hỏi thằng kia rồi mà nó nói được cái chị cũng quên mất. Thí dụ như là ý chị nói á, là nếu mà mình chia ra dạng á, thì mình sẽ là 28 dạng. 28 dạng thì mình sẽ nói là 28 dạng tiền Việt Nam hả? Dạ, chữ đơn Rồi vị. nó tự chia ra tiền Trung Quốc, ví dụ 28 dạng tiền Việt Nam là tức là 280.000 tiền Việt Nam thì bằng bao nhiêu tiền Trung Quốc, thì tự chia ra hả? Nhưng mà chị nói trong đọc cái giá tiền này chị phải đem đơn vị tiền phía sau nữa thì nó mới hiểu được. Thì À, đúng rồi, thì chị không, sẽ để là duyên ảnh tung vô đó, duyên ảnh tuần. tuần thôi. Chị thường thường chị hay nói là duyên ảnh tuần. Ừ. Sách vở nó nói là Tiền tiền dê tiền tiền Việt Nam thì hơn. nói chung á là nó giống như là duyên ảnh quẩn, hay là chị thường 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 chị viết là Đây duyên gì đó, thì tiếng Việt thôi đó. đúng rồi, Dạ. thì nhưng mà cái mệnh giá thì duyên nào cũng tương được cũng như Việt Nam đồng nhỉ, nhưng mà nó Ừ. thường thường sách vở nó sẽ ghi là dê tuôn. Đồng Việt, Ừ. dịch này là đồng Việt, còn kia là đồng Việt Nam, giống như vậy, giống tiếng Nam như đó, đồng Việt đấy. Nhưng mà thì Nhưng dùng người ai người người ta Việt hiểu Việt. Ai thôi. quen sao nói vậy, miễn là không có sai ý nghĩa được rồi. Nhưng mà cái chị thắc mắc nãy giờ là vậy đó, là đọc 28 dạng hay là 280.000 đó. À, 28 chị dạng. cứ đọc theo bốn số chị tách ra chị đọc Ừ. thôi. Hồi đó ta 28. bên tiếng Hàn á, chị cũng mờ mù mờ cái vụ này luôn á, thật ra chị đi dạy rồi nhưng mà cái vấn đề tiền á, nghe chị đọc theo sách thôi chứ chị không bao giờ chị lưu vô não chị vấn đề, thì chị vẫn biết nó cách bốn số nó vẫn là man đúng không, thì nhưng mà chị không có bao giờ mà đưa một bốn con số hay năm con số là chị đọc cái rụp liền, là không có, là chị phải ngồi suy nghĩ, tại vì chị không bao giờ muốn quan tâm đến vấn đề số má đây, nó nhức đầu lắm. Nhưng mà bắt buộc khi học đó là mình phải biết biết để nói, chứ giờ không biết nói kiểu gì. Đúng rồi, nhưng mà tại do ví dụ như chị một qua chị sống ở bên hàng thực tế là tại chị nhớ liền không, chẳng hạn như chấm nói về cái tiền tiền Nhật bên Nhật á, tiền yên bên Nhật nha, đưa bao nhiêu là nhớ liền, quy đó không cần suy nghĩ về tiền Việt nữa, tức là bên đó nó mình sống mình cầm cái tiền đó quen á. Đó là thực tế em đã ở đó rồi, còn như 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 mình đang nói đây là như chị chấm mà chưa có bao giờ trải nghiệm thực tế đó, thì bây giờ đang nói mù mờ đi, mình chỉ cần là nói để cho biết cái cách nói thôi, còn còn đã khó rồi nói chi mà tới lưu gót, không có đâu. Thì đúng Ừ. rồi, ngoại ngữ mà, nhưng mà thì cái, thấy ai cũng biết rồi đúng không, cái tiền Việt mình là chấm ba số không này thôi, rồi còn cái tiền Ừ. tiền Trung Quốc thì mình dời qua một số nữa thôi, là bốn số, nhưng mà Thì mình phải suy nghĩ. cái này là Hai trăm tám mươi ngàn cũng bao nhiêu có tiền? nhìn sơ sơ, có nhìn Mình sơ nhân lại sơ ba mươi rồi thì lăm chắc lên là nó không khác nhiều. mình đổi thì mình của nó là một 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 35.000 của mình, một một 1.000 của nó là bằng 3.500 của mình.
mình nhăn lên. Và ba ngàn rưỡi luôn. Bữa hổm chị nhớ nó là cái gì mà một cái của nó bằng cái gì, ba cái của nó bằng 10.000 gì của mình, 10 cái gì ta, sao ta quên mất tiêu rồi. Chiếc đầu 10.000 đồng của mình là bằng bao nhiêu tiền của nó? 10.000 đồng đi cho dễ nè. 35.000. Bằng 35.000 của nó, 35 30, rồi đọc là 35 tệ hả? Là khoai 35 rỉnh miễn bi hả? Rỉnh miễn bi. Đúng rồi, rỉnh miễn bi hả? Rỉnh miễn bi là khoai đúng không? 35 khoai đúng không? Đúng rồi. Khoai là tệ đúng không? 35 tệ hả? 35 tệ bằng 10.000 của mình hả? Vậy đi thì nó cho dễ hiểu chứ còn ấy nó khó. Chị nói để có thời gian, nếu mà chị rảnh rảnh chị sẽ ngồi chị ôm lại, chị sẽ tìm hiểu về ba dụ tiền này nè. Nhưng mà trời ơi, nói tại có tụi em đó, ngày mỗi cách ngày vô học chứ không là 10 ngày nửa tháng mới vô coi lên lần. Rồi. Đây, nó cũng rất giá đây. Nó bây giờ nó còn là 28 đồng thôi. Bữa trước nó 35, bây giờ lên còn 28 đồng. Nó lên xuống rất giá thường xuyên. Vậy là một đồng của nó bằng 28 ngàn của mình. Nó trong tùy thời điểm nữa. 2008 chứ. Nó quy đổi. Rồi mình của nó bằng 2008 của mình, vậy là tính ra là nó mắc hơn tiền Nhật hả? À, không phải, phải 35 đồng đúng rồi này. 1.000 nó là 3. Đây này, nó là 35 này. Bữa cái tỷ giá 10.000 của nó là bằng 35 này. 35 đồng của mình, 1.000 của nó là bằng 35.000 của mình. 1.000 của nó là 35.000 của mình. Vậy là 1.000 bằng 35, vậy tính ra nó rẻ hơn của nó. Mà 1.000 của thằng Nhật đó là tới 200.000 của mình lận. Mỗi nước nó giá nó khác nhau á. Nước Trung Quốc nó cũng có chỗ nó giàu, nhất nách có chỗ nó cũng nghèo. Nó tính theo. Tao nghĩ bữa nào mà ấy tới giờ nghỉ đâu trước học nữa. Ok, nay đi nay thôi nha. Vậy là giờ sao, giờ sao làm cái gì, giờ sao là tổng hợp rồi là cây qua họ khi họ thổi nha. Giờ sau thì ôn một buổi nữa, rồi buổi sau rồi tăng gỡ sách luôn, rồi học luôn cuốn HSK2 qua cuốn 2. Như này vậy thì dễ quá ta, tại vì hồi đó bây giờ chị tưởng là HSK1 có lệnh các cũng chữ nghĩa nó cũng ghê gớm lắm, chứ nếu có nhiều chữ thì chị chịu phấn đấu xíu nữa chị cũng thuộc được HSK1 chữ á. Đúng rồi, thì nó được chữ thì chắc chị cũng được 30-40% chữ rồi. Thì chị chịu khó chị gái nữa chứ, chị đọc chữ thêm xíu rồi, nói chung là cứ chữ nó đi lặp lại hoài. Còn văn thì chị nói được hơi kha khá, nhưng mà chữ là không biết được thì cũng tiếc, nhưng mà nếu mà hết cuốn này mà gọi là được hết cái K1 thì chị vẫn cố gắng chị luyện chứ, để tự nhiên biết chữ mà biết nói mà không biết chữ cũng ổn. Bây giờ chị nhìn cho dễ hơn, tại vì chị nhìn vô chị biết được cái chữ benzin, rồi nhìn vô kiểu Hán này nữa chị nhìn nó dễ hơn. Còn em thì có, em thì nhìn vô chữ Hán mà không. Ủa chứ hồi em cũng học benzin chứ. Benzin nhưng mà nó không được chị, ví dụ như âm á, chữ dụ bại bài chè chen chen gì đó, chẻn kêu cũng quên nhớ. Nhưng mà theo chị thấy cái dưới mắt của em á, nhỏ chứ đâu có lớn. Em tính ra cái phát âm của em là mượt, khá mượt đó. Mới học mà vậy là khá mượt rồi, từ từ cái đó là do lưỡi em cong chưa uống được thôi. Chứ chị nghĩ là em là như vậy là khá mượt rồi đó. Giỏi em tính ra nếu mà xa cả thì em lợi thế hơn chị đó. Em đọc được quá trời chữ Hán luôn. Trời thích thiệt quá. Họ có người học mình tư văn đấu không? Chứ là sao? Bữa rày chị tưởng HSK1 chắc là cũng chữ nghĩa gì ghê lắm, nãy nghe tăng nó hết bài 15 này là coi như là tất cả chữ HSK1 chị nghe chị hết hồn. Tại vì giờ học là biết sao? Nhưng em là em không có mục tiêu, còn chị đâu có làm cái gì, chị nghĩ là rảnh thời gian em học chơi thôi. Thì chị nghĩ vậy, nhưng mà bây giờ nếu mà có bao nhiêu chữ đó thì cũng hay chứ. Ôi giờ chị ráng chị học chứ. Dạ. Dạ thôi. Rồi mình ở đây cho tăng nghỉ. Tăng đang học bên ấy rồi hả? Em hả? Cái đó là em
Ý này em nghỉ nhưng mà em không, ok, em gần Âu rồi, em gần chuẩn bị 14, 15 em thi rồi. Nhưng mà nhiều cái em học cũng không biết. Giống như, ví dụ như từ sư, sư tả vậy. Nè, nào là viết, nào là dùng, nào là đội, đi nào là nhiều từ quá. Đá nữa. Chữ à, sư sư tà tạ hai chữ thôi S ở trên với chữ ư đúng không? á, đúng rồi, chữ chữ À, sư sư nè, tà là viết là đứng nè, viết là đứng nè, rồi à, sử dụng nè, đúng rồi, rồi đá à, cái nè, gì ta, ừ này em thua, em không biết kiến gì hết. thì cứ vậy mà từ từ tới thôi, nó góc độ nào từ từ theo góc độ đó thôi. Mà nó chuyển sang audio nó sẽ là gì không? Gì nói sao? Ví dụ sư tà với lại sư tà với si tà thì chuyển sang audio nó sẽ là cái gì, nó khác nhau chỗ nào nhé không? Sư tà thành là sư tà thì là sư so dù. Sư sư tà không, và tức là sư so dồ đúng không, còn còn so tà ớt si tà Si tà so dù. si o Sao vậy? Xio, xio. Sư, ủa si, cái nào si á, Đúng si, rồi. cái là xio. Sao vô thôi. Ừ, ê. Xio, em đang viết, à đúng rồi, xio. Mốt thi là thi bên tiếng Hàn hay sao? Em thi viết một bài văn, nó có trong đó nó có năm năm chủ đề, nó về quê hương, nó về ước mơ, nó lý do học tiếng Hàn. Mình viết ra một đoạn, một cái dài là khoảng là 500 chữ. Mà máy này không có lười, chuẩn bị cứ càng học từ vựng, nó đơn giản mấy cái mẫu Ô, chị là chị Siêu thăng dễ nhất. rồi 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 sao em thắng? Chị biết tiếng Hàn luôn mà, giỏi cơ. Tha Ờ, sư chút chút hàng của vị lão sư. à, nhưng mà cái mà nếu mà cái cấp độ bây giờ em thi thì là ngữ pháp của Nguyễn Sư cấp 1 hả? Nó Topic cái đoạn ao so chứ đâu có đó tới Ikitemune rồi hả? Em đã học tới cái đoạn Ikitemune với Unika với lại nói chung cái vì nên nó rất là nhiều cái ngữ pháp vì nên mà em học cái tới đó em học qua lâu rồi Ikitemune mà, cái đó em học qua lâu luôn rồi á. chưa? Ủa nếu vậy là em học tới cuốn 2, cuốn 3 rồi chứ hả? Em học đang học cuốn 4 Ok vậy trời, hả? kinh vãi vậy. Chứ sao, nhưng mà nó nhanh quá, em không ái chứ em nghe mấy cái đơn giản em nói được hết mà. Em đang học cuốn 4 mà. Ủa nếu như cuốn 4 là cái đã học được cái ngữ pháp Mô Giang Y Mô Giang Y Tà. Cuốn 4 của giáo trình Sê Mô Chôn thì Giang nó chỉ nói là Y đang học cái gì ta? Là trên đường tôi đang làm gì? Rồi thay vì làm cái này tôi làm cái kia. à, nếu Đang vậy thì in. chắc là so với hồi đó chị học thì chắc là nó là nửa nửa của cuốn 2 thôi, chứ tại vì chị em nói hết cuốn 4 là chị nghe tưởng hết cuốn 4 rồi Đang sao chị học học cuốn là bốn, kinh à. đang học cuốn bốn chứ chưa học hết, nhưng mà cái em trình độ của em cứ nghe khoảng là cái hai thì em nghe em hiểu hết, còn cái ba cái bốn thì còn nhiều cái chưa hiểu. Em Sê học có quy tắc chưa? Có quy tắc tắc gì học lâu rồi mà. rồi bắt quy Em học hết tắc mấy thôi. mấy cái bất quy tắc rồi? Ao so vừa Đấy. cái bắt chim riêng Ừ. vừa cái động Bắt chim từ riêng. da là phải làm thôi. Không, cái đó là em nói đang nói là ngữ pháp, chị đang nói cái bất quy tắc mà. Khi mà phụ âm cuối của nó là riêng thì nó gặp một nguyên âm nữa nó sẽ riêng nó sẽ thành cái gì? Thí dụ như là tực tà nè, tực tà em viết chữ tực tà đây. Bất quy Tà tắc chữ tờ khi tực tà mà nó nghe sang chữ ao vô á, tực tà là nghe, khi mà nó sang chữ ao vô á, nó sang đuôi ao vô á thì nó sẽ không có là từ to vô nữa mà nó à, nó sẽ chỉ tờ thành nó rơi rồi thôi thì nó sẽ thành chữ r, nó là à, tôi rồi royal thôi.
Ý Bữa là nay chị hỏi mấy cái bất quy tắc đó đó. Bắt đầu em học hết rồi. À, như vậy. Thì ngày nào cũng học 3 tiếng mà chị. Ồ. Em học 6 tháng rồi. À. U vậy là em học nhiều chứ. Nhưng mà không biết đâu, còn nhiều cái học càng học thì càng thấy không biết. Không, tiếng Trung thì có khả năng là dễ nhận thức, nhưng mà tiếng Hàn hơi khó ạ. À. Tiếng Hàn lâu lắm, nhưng mà em đi từ đi Bắc ra Bắc cũng làm là chứ. Nghe biết khó rồi đó chị. Ừ, thì tại vì cái bất, đúng không? Ừ, bất quy Ừ, tắc đúng đó rồi, đúng rồi. là em chưa gắn với ngữ pháp nha. Khi mà em gắn với ngữ pháp nó bất quy tắc đoạn một rồi, nó còn bất quy tắc thêm một đoạn hai nữa. À, nó chia quá khứ nữa, tùm lum nữa. Ừ. Rồi. Nó phức tạp lắm, nên là chị thì không có kiên nhẫn, nên là bỏ cuộc đó chứ không gì. Với lại lâu quá không có nói gì, không không có nhớ được nhiều. Thậm chí bây giờ nói được nhưng mà viết ra là em cứ nhớ nhớ đi, một cái chữ hét của nó là phụ âm cuối của nó là tờ cũng là hét, hờ cũng là hét, ớ sờ cũng là hét, hai chữ sờ cờ sờ sang xế cũng là hét, cái gì cũng hét hết rồi. Mấy cái này em nghe, nhưng mà nhiều cái thì em cũng không hiểu thôi, chứ còn mấy cái này là em nghe em Làm cái gì? mưa tại sắp mưa ấy nào. IBS mà khi mà nghe mà để đi làm đó, một là đi du học, hai đi làm đó. Mấy cái này nó có 60 bài là đơn giản tổng hợp. Dục quả dục quả cho nên cho nên toàn im đi chẳng. Cái này em nghe phải nghe biết, nghe biết nghe. Tôi là Tuấn, cho nên tôi anh gì là anh nhớ CEO, anh nhớ CEO, tôi anh anh nhớ CEO, cho nên im im su im đi tăng, anh nhớ CEO, cho nên quan im đi tăng, cho nên cái thứ nam sa ram im đi tăng. Em nói nghe cái động từ bắt quy tắc nguyên tắc là em sợ tiếng Anh như đó. Em à, nghe cái vậy đó, bắt quy tắc lừa hết, nhưng từ mà nó phức tạp vậy thôi, nhưng mà tiếng Anh nói cho nên áp dụng sao cho quan im đi tăng. Ở nơi nào ra sao mình cả? Việt Nam sao mình mình ta? Học sinh mình mình ta cả? Anh yêu quê sao anh mình ta? Cái này là sao một bài lần? Đọc đi ca Samusi mình cả? Samusi mình cả? Ừ. Nghe Samusi mình ta. Đọc đi ca Han Si Lê. Ừ. Hoa Trang Si Ri O Ti mình cả? Chọc kì im nì ta. Hoa chẳng xì, hoa chẳng chì nì. Nhưng mà mấy cái bài đó em phải ngắt cho nó đúng cách chứ em. Hoa chẳng chì đi. Em nghe này, cứ nói yêu bác chim nhưng mà. Dò kì ca, kì xúc xa dì dố. Kì con, kì xúc xa dòng xê dì dố. Dò kì ca, kì con đó là em. Em biết tại sao nó giết chị con không? Sao? Cảm ơn. Em biết tại sao nó giết chị con không? Con thì chị con hay là gia đình sao chị? Sao chị? Ý là em có biết tại sao nó giết chị con không? À, y con là trong từ nương nó ghép lại nó viết tắt á. Y con, y con nương á. Y con nương á, thì họ viết y con á. Ừ. Thuê hoa yên. Thu an si. Chị cầm mua hề dốt. À, mua ớt này thì nó đặt là mua thôi. Television nun bà yô. Suri si nun mua hề dốt. Cho nên chị cầm yori hề dốt. Ủa rồi thường thường em học với ai? Em học với giáo viên người Hàn. À. Thuê hoa yên. Thuê hoa yên. Chị cầm một xì gì đó? Giờ ran xì gì đó? Miệng xì ê, chồng xì mươn một cầu dô. Dòng tu xì xăm xíp bùn ni một cầu dô. Hay quá ta. Cái gì, tiếng Hàn em đọc nghe hay hơn tiếng Trung. Ờ, phải không? Thì sai quá trời mà. Chưa, mấy cái này là bài dễ, dễ mà. Quan xì nương, ca chúc kì miệng miệng y dô. Tiếng Trung bữa sau là mình học cái gì? Bữa sau mình sẽ học qua cái HXK2. Bữa sau mình sẽ ôn tập trước đi, rồi em sẽ để chậm nữa là em sẽ gửi cho mọi người là cái giáo trình của HXK2 xin trước. Nó trong này cuốn HXK là nó sẽ gồm 24 bài. Tao gửi bản tiếng Việt, đừng bản tiếng Anh nha. Rồi rồi, bây giờ gửi tiếng Việt. Bản tiếng Việt.
Ủa, ủa chấm hôm bữa có kết bạn Zalo chị chưa ta? Dạ có đâu chị. Ủa có rồi hả? Chị không dạ. Để ý hả chứ? Em nhận rồi mà. Không để ý. Nhưng mà bữa trước cái bài mà bữa trước em gửi chị đó, em làm nó đâu có được đâu. Thấy chị mấy bài đó nó làm miếng ong sao á, là vừa làm cái này vừa làm cái kia, nếu làm cái này rồi sẽ làm cái kia gì đó. À vừa làm cái này vừa học bài vừa nghe nhạc á hả? À ví dụ như là kombu benkyo kombu về kombu han miong so Tương tiếp cho dù. Vừa học bài vừa nghe nhạc. Nó mi ong so á. Ừ mi ong so. Ừ. Công bu ham công bu han mi ong so. Công bu ha mi ong so. Ừ ha mi ong so. Âm ắt. Âm ắt. Cun tức royo. Em đang đọc sai cái từ âm nhạc. Âm nhạc nó phải liếng âm lên tại vì nó có bắt chim ở trước phía sau nó là một kiosk. Kiosk thì nó biến lên là em đi ra cho phải bò vô cái nghe trời mưa rào. Ok ok. Rồi, chị okay. Rồi vậy nha. Ừ ok thôi tắt máy em học đi. Rồi vậy nha, em tắt máy nha. Rồi. Ok ok.